Mời Phương, xin mời Phương sẽ chia sẻ những điều tâm đắc nhất của bạn trong cái buổi đào tạo ngày hôm nay về quản lý khách hàng. Thì nói chung là nãy giờ các bạn cũng nói nhiều rồi, thì các cái mà ngành thì trước đây em cũng đã có biết sơ qua, cũng đã có xem, có nghe, có tìm hiểu và rất là thích. Em thích nhất thì là cái gửi email với cái tin nhắn, tại vì ngày xưa em làm rất là nhiều những cái đó mà làm thủ công nên là rất là mất thời gian và khá là mệt, nên là giờ có những cái đó thì em rất là thích. Bạn nghĩ rằng là cái công cụ này thì có thể hỗ trợ cho bạn trong trong cái thời gian làm việc sắp tới không? Em nghĩ là nó hỗ trợ khá nhiều đúng Và bạn thấy rằng là cái mục tiêu mà 4 tỷ rưỡi mà đặt ra thì không? bạn có thể chắc chắn bao nhiêu phần trăm trong vấn đề chinh phục cái mục tiêu này trong hết tháng, từ giờ đến hết tháng? Còn 15 ngày nữa đấy. À, chuyện nhỏ. Đó, Ok, tuyệt vời. yeah. Cho một Rồi, cảm ơn.